chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta nếu bạn đã gặp ai đó có vẻ như có sự kết nối và ăn ý ngay lập tức bạn có thể tự hỏi liệu mình có tìm được tri kỷ của mình không tuy nhiên nó cũng có thể là một mối quan hệ quả báo từ tiền kiếp của bạn bạn gặp ai đó và bạn cảm thấy rất gắn kết và thân thuộc với nhau, ngay cả trong lần gặp đầu tiên. Đó là một mối liên hệ sâu sắc và bền chặt với một ai đó, đến nỗi nó vượt qua mọi lý trí và suy nghĩ của bạn. Ngay cả khi đó không phải là thời điểm và địa điểm thích hợp cho một mối quan hệ, bạn vẫn thấy mình có tình cảm với một người là điều hoàn toàn bất ngờ và thậm chí có thể hoàn toàn khác biệt. Bạn tin rằng bạn đã từng cùng với người này trước đây, nhưng không có cách nào để biết chắc chắn. Những dấu hiệu nào cho thấy một kết nối tình yêu cũng là một kết nối tiền kiếp. Luân hồi là một tín ngưỡng tâm linh cổ xưa. Làm sao chúng ta có thể biết chắc rằng nó áp dụng cho đời sống tình cảm của chúng ta? Trên thực tế, mọi người chỉ có thể tạo ra niềm tin về một chủ đề phức tạp như thế này từ kinh nghiệm cá nhân trực tiếp. Đó là tất cả những gì cuộc hành trình tâm linh cá nhân hướng tới. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi mối liên hệ tiền kiếp được khơi lại thông qua một mối quan hệ yêu đương? Sau đây là những dấu hiệu cho thấy kết nối và phản ứng hóa học tức thời của bạn, có nghĩa là bạn đã yêu ai đó trong tiên kiếp Thứ nhất Có điều gì đó rất quen thuộc về người này Điều thú vị về một kết nối mới Mà bạn thực hiện theo cách này Là người đó dường như quá quen thuộc Các linh hồn đầu thai Có những đặc điểm giống nhau Ngoài sự thay đổi về màu tóc Màu mắt và màu da Khuôn mặt của hầu hết mọi người Đều giữ lại những nét cơ bản giống nhau Trong mỗi cuộc đời một cảm giác khác mà bạn có thể trải qua là người đó cảm thấy rất quen thuộc điều này có thể chỉ đơn giản là họ có một nền tảng và giáo dục tương tự với bạn đó sẽ là một lời giải thích nếu không phải vậy thì rất có thể linh hồn của hai người đã gặp nhau từ trước và còn việc dang dở cần hoàn thành điều này sẽ giải thích cảm giác quen thuộc và cảm giác bị thu hút bởi người đó thứ hai tiềm thức của bạn được kích hoạt rất mạnh bạn có những giấc mơ rất mạnh mẽ những giấc mơ này nói về bạn đang sống một cuộc sống ở những nơi dường như là một địa điểm và thời gian khác thậm chí là một quốc gia khác một đất nước mà bạn luôn cảm thấy được thu hút sự say mê này là một dấu hiệu rất mạnh mẽ cho thấy bạn có thể đã sống kiếp trước với người này và đó là một trải nghiệm tích cực và hạnh phúc đối với bạn. Nếu bạn rất nhạy cảm với năng lượng, bạn có thể thấy rằng bạn tạo ra một kết nối rất dễ dàng với người này. Điều này sẽ bao gồm việc biết khi nào họ sẽ gọi cho bạn, nghĩ về họ cùng lúc họ nghĩ về bạn và có những suy nghĩ và ý tưởng tương tự khi bạn ở bên nhau kiểu hợp nhất này thường xảy ra khi bạn rất yêu một ai đó nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua điều đó tuy nhiên hãy cẩn thận và đảm bảo rằng bạn đã hiểu rất rõ về người này trong khoảng thời gian này trước khi bạn đưa ra bất kỳ cam kết lớn nào điều này là do bất kỳ linh hồn nào đã trải qua các kiếp trước cùng nhau có thể đã tạo ra các tình huống và hoàn cảnh giữa họ vẫn chưa được làm sáng tỏ. Đây là lý do tại sao bạn nên xem xét sâu sắc dấu hiệu thứ ba sau đây. Ngay cả khi có vẻ như không phải là thời điểm tốt, bạn và người đó gặp nhau. Và người đó không phải là tụ tiếp người của bạn. Nhưng bạn vẫn cảm thấy một lực kéo rất mạnh, kéo hai bạn đến lại với nhau. Và bạn gần như không thể giúp được mình. Nếu người này là người yêu tiền kiếp của bạn, điều cần hiểu nhất là hai người cùng nhau đầu thai ở đây là có lý do. Con người tái sinh để gặp lại các tình huống cuộc sống và tình huống tình yêu để giúp họ giải quyết các vấn đề cá nhân và nghiệp chướng rõ ràng. Vì vậy, nếu bạn đã từng ở bên người này trước đây, bạn sẽ cảm thấy bị thu hút bởi họ và thậm chí có phản ứng tình dục mạnh mẽ với họ. Đôi khi một sự lôi kéo tình dục lớn liên quan đến một điều gì đó bạn cần phải giải quyết hoặc trong cuộc sống hiện tại của bạn hoặc từ những tình huống trong cuộc sống quá khứ cần được xem xét lại và thực hiện bởi vì nghiệp đã được tạo ra. Trên hết là một người bạn tri kỷ kiếp trước là người yêu tiền kiếp của bạn đến đây để củng cố bạn, nâng đỡ bạn để có thể giúp bạn phát triển trong cuộc sống hiện tại cả về vật chất và thế giới tâm linh nghiệp có nghĩa là công việc đôi khi là kịch tính đôi khi là nhiều cảm xúc và nội tâm vì vậy bạn hãy vui mừng rằng bạn đủ nhận thức về bản thân để nhận ra những dấu hiệu cho thấy tình yêu kiếp trước của bạn là một tri kỷ đang ở đây với bạn giữ thân bằng tận hưởng cuộc hành trình và tập trung vào bạn sau đó cả hai bạn sẽ phát triển từ kinh nghiệm tuy nhiên có thể đó cũng là một mối quan hệ nghiệp báo của bạn làm thế nào để bạn nhận ra đó là một mối quan hệ nghiệp báo một mối quan hệ nghiệp quả đi vào cuộc sống của bạn bởi vì đã đến lúc bạn phải xóa bỏ một số nghiệp thường là do các vấn đề của kiếp trước nhưng cũng có thể là do các vấn đề đã được tạo ra trong kiếp này khi chúng ta thấy mình trong một mối quan hệ nghiệp chúng ta có thể phát triển học hỏi và mở rộng hoặc trì trệ ám ảnh và tan vỡ các mối quan hệ nghiệp chướng hủy hoại linh hồn những cuộc tình ám ảnh đam mê và mãnh liệt bắt đầu nhưng cảm giác gặp lại người bạn tri kỷ của bạn và kết thúc bằng việc bạn đau khổ vài tháng hoặc nhiều năm sau đó nhưng không phải lúc nào cũng như vậy mối quan hệ nghiệp ở đây để dạy chúng ta điều gì đó lớn lao về bản thân về người khác về các mối quan hệ và về cuộc sống đôi khi chúng ta có cảm giác này về ai đó và nhầm lẫn rằng người này là tri kỷ hay linh hồn song sinh của chúng ta chúng ta bắt đầu nghĩ rằng chúng ta phải kết hôn với người này vậy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta kết giao với một người mà chúng ta đã biết trong tiền kiếp đôi khi nó có thể là một điều tuyệt vời đối với chúng ta ai đó bước vào cuộc đời chúng ta để dạy chúng ta giúp chúng ta nhớ lại chúng ta là ai chúng ta có thể là gì đôi khi người này ở đây để giúp bạn phát triển và thăng cấp điều này có thể thực sự khó khăn khi nó kết thúc mặc dù bạn có thể sẽ hiểu ra một số hữu ích rằng bạn đã học được gì cần thiết từ nhau và để tiếp tục phát triển bạn cần phải đi theo những con đường riêng của mình có thể bạn đã kết nối với người mà bạn đã hẹn hò hoặc đã kết hôn trong tiền kiếp bạn có thể đã lên kế hoạch gặp lại nhau bởi vì bạn cũng muốn ở bên nhau trong kiếp sau tuy nhiên đôi khi một mối quan hệ nghiệp rất nhiều người trong chúng ta đã từng có trong quá khứ địa ngục với những người không tốt với chúng ta. Có thể bạn đã kết hôn với một người đàn ông đã làm tổn hại bạn trong tiền kiếp. Làm thế nào để nhận ra nếu bạn đang trong một mối quan hệ nghiệp? Nó sẽ nát bạn, nhưng bạn không thể rời khỏi. Bạn đang đi tạo lượng siêu tốc. Cảm giác đầu tiên, một phút đầu tiên có thể là rất tuyệt, nhưng sau đó là cảm giác rất kinh khủng bạn không bao giờ có thể hoàn toàn là chính mình với người này có sự mất cân bằng quyền lực của bạn hay của họ bạn đã dành nhiều thời gian để khóc vì mối quan hệ này hơn là tận hưởng nó vì vậy giả sử bạn đã bị sát hại cách đây rất nhiều năm trước có thể bởi một người nào đó chỉ làm theo lệnh của người khác bạn có muốn đeo bám cái nghiệp hận người này đến đời đời hay không hãy để người này không phải đến và gặp bạn mỗi đời vì những gì người này đã làm có thể bạn đã gặp một anh chàng và bạn đã thu hút bởi anh chàng này rất nhiều và anh chàng này nói rằng anh ấy sẽ gọi cho bạn nhưng cuối cùng anh ta không gọi lại đây là cơ hội để bạn xóa bỏ một số nghiệp chướng thay vì phát điên lên vì một người ngẫu nhiên mà bạn gặp đã không gọi cho bạn hay tha thứ cho người này và tiếp tục bạn không biết tại sao người này không gọi cho bạn điều đó không quan trọng điều quan trọng là giải phóng năng lượng của bạn để bạn có thể làm tốt nhất mọi thứ bạn đến đây để làm hít một hơi thật sâu và nói tôi giải thoát nghiệp này tôi tha thứ và giải thoát tất cả những người đã làm tổn thương tôi theo mọi hướng của thời gian để tôi có thể tiến về phía trước không còn bị nghiệp chướng của những mối quan hệ trong quá khứ của tôi giữ lại bạn có muốn tiếp tục quay lại để học những bài học cũ mỗi lần trong đời hay không bằng cách này chúng ta giải phóng tất cả nghiệp chướng đối với những người bạn đang trải qua một điều gì đó căng thẳng hơn nhiều so với một cuộc hẹn hò dễ dàng hãy dành thời gian thực sự suy nghĩ về mối quan hệ của bạn hãy thử bước ra ngoài và xem điều gì đang thực sự xảy ra chuyện gì đang xảy ra vậy bạn cảm thấy như thế nào tại sao bạn lại ở bên người này có thể bạn không thể làm điều đó bởi vì bạn lớn sâu trong mối quan hệ và đây là lúc bạn cần được giúp đỡ bạn có thể nhờ một người cố vấn tâm linh giúp bạn nhìn thấy điều gì đang xảy ra với mối quan hệ của bạn tại sao bạn lại ở trong đó. Tại sao bạn lại thu hút nó và làm thế nào để có được bài học và chuyển sang các phước lành? Câu trả lời không phải lúc nào cũng là kết thúc mối quan hệ của bạn khi gặp khó khăn. Điều quan trọng là bạn cần phải hiểu những gì đang xảy ra. Xóa bỏ nghiệp chướng này, điều đó thậm chí có thể có nghĩa là ở lại trong mối quan hệ của bạn, nhưng nó sẽ chuyển đổi tốt hơn mặc dù chúng có thể là một trong những điều khó khăn nhất mà bạn sẽ phải đối phó nhưng các mối quan hệ nghiệp báo luôn sẵn sàng giúp chúng ta phát triển vũ trụ đã không gửi chúng đến cho bạn để chứng kiến bạn đau khổ chúng được gửi đến cho bạn để bạn có thể trải nghiệm mọi thứ mà cuộc sống có thể mang lại từ đó bạn có thể phát triển về đời sống vật chất cả đời sống tâm linh thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.